Ở đây chị cũng bán như vậy luôn nha cả nhà. Đấy. Bán bánh bánh ú, bánh bò, bánh khoai, luôn hết trơn, nói chung là rất là nhiều loại bánh luôn. Ở đây thì mình cũng có thấy chị có một chiếc xe và bán hàng trên chiếc xe này. Cái này là mình bán hàng di động đúng không, phải không chị? Chị là bán các mặt hàng rau củ quả ha, cải ngọt rồi bầu bí, chung là rất là nhiều mặt hàng luôn. Dạ. Yeah. Giống như lá trầu ở đây là mình bán là một bán theo chục hay là sao cô? Một ốp 40 lá, 20 đôi. Dạ, yeah, là bao nhiêu tiền? 15.000. Dạ. Yeah. Còn cao là mình bán sao? Một chục 40.000. Còn vôi này là mình cho anh ta hay là anh ta? Dạ. Yeah. Đây thì có chị đi bán như món gì? Khoai chiên à? Chả giò. Chả giò ha, một cái bao nhiêu tiền nha chị? 7.000. Cái 7.000 ha. Thông thường là một ngày là mình xách đi bán vậy mình có mệt mỏi không cô? Mệt chứ. Một ngày mình bán được ở bao nhiêu cái chả giò? Trăm ngoài bánh hả? Trăm ngoài bánh cô ha. Một cái thí dụ mình lời được 1.000, mình được lời có 100.000 à. Mà đi suốt ngày vậy đó à? Không, buổi à. Buổi sáng mình á. Dạ. Bán giờ về. Rồi thôi em cảm ơn chị, chúc chị bán thật là hết sớm đi để về sớm. Dạ, mình chào cô chú anh chị đã quay trở lại với kênh Khám Phá Chợ Quê. Hôm nay thì Hải tiếp tục quay chợ Mỹ Xuyên tại huyện Mỹ Xuyên, tỉnh Sóc Trăng cho bà con cô bác. Cô chú anh chị mình cùng xem cận cảnh chợ vào sáng nay như thế nào nhé. Thì Hải cũng mong bà con cô bác mình sẽ tiếp tục bấm đăng ký kênh để ủng hộ Hải làm những cái video về chợ tiếp theo. Còn bây giờ thì xin mời cô chú anh chị hãy cùng với Hải, chúng ta hãy cùng bước vào chợ Mỹ Xuyên của Sóc Trăng để xem chợ ở đây buôn bán những gì và cái khung cảnh nhộn nhịp như thế nào nhé. Đây đầu tiên thì cũng có thấy anh trai ở đây đang lột bắp. Cái này mình lột mình bán tươi gì hay là mình bán luộc rồi anh? Dạ cảm ơn anh. Đây vậy là hai vợ chồng phải không? Đây chồng thì lột bắp, bên đây bán bắp tươi ha. Còn bà xã của ảnh thì ở đây bán bắp chín. Không quay chi mắc cỡ ha. Một trái bao nhiêu tiền? Trái nào cũng vậy hết trơn ha. Đồng giá luôn hả? Bắp ba màu của anh. Cái này cũng vậy luôn. Cái này ghi hình lên YouTube ạ. Rồi. Đúng rồi. Rồi quay hết luôn. Đây có bán nhang nữa cô chú anh chị. Không để cái lò này thôi. Bán nhang, bán trà. Ở đây có cái sạp bánh bánh chuối. Bánh chuối với bánh bánh lọ. Một bọc bao nhiêu tiền cô? 10.000. Bà con của má mình ghé chợ Mỹ Xuyên thì ghé mua bánh lọ ở đây ủng hộ cô. Một bịch 10.000 ha. Đây cô bán bánh mì. Một ổ bao nhiêu tiền cô? 6.000. 6.000 bự quá trời bự luôn ha. Đây mấy chú cũng có cô ở đây đi bán sách bánh bánh tiêu rồi này kia, chả quẩy rồi này kia đi bán luôn ha. Ở đây thì có chị bán chè. Bán số luôn. Có bán cái số luôn. Có mấy chú vừa uống cà phê vui quá trời. Chè này mình bán một bịch bao nhiêu tiền chị? Dạ. 5.000 ha. Đi quay vòng vòng nữa chú. Tinh đắp bột sâu mẹ. Mua đắp bột ăn sâu hết. Này có bánh chuối, bánh giá lợn. Này cái gì, món gì chị? Sô sa tàu hũ. Còn cái này là bánh lọ. Đó, quá ngon luôn à. Một bịch vậy bao nhiêu tiền chị? Bịch 10.000. Bà con của bác mình ghé đây thì ủng hộ chị ha. Đây nước cốt mà.
Rồi cảm ơn chị ha, cho em quay phim. Đây mình sẽ quay một vòng ngoài ngoài, sau đó mình sẽ vô trong trong chợ nha cô chú anh chị. Đây cô bán trứng ở đây. Trứng này cô bán một chục bao nhiêu tiền cô? 30 ngàn. Trời bữa nay trời mưa là mặc áo mưa bán luôn. Một chục 30 ngàn trứng tươi cô ha. Dạ. Chúc cô bán hết trứng sớm sớm này đặng đi về. Hồi ở đây thấy có một anh đang đổ bánh mà cũng không biết bánh gì nữa, hỏi ảnh xem. Bánh khoai nướng anh ha. Ừ, đã quá trời luôn. Đây nhỏ nhỏ nè. À, có cái tủ gọi là che mấy cái bụi đồ này kia rất là sạch sẽ luôn. Đó, bánh này bánh bò. Dạ. Đây là tuy là bán vỉa hè thiệt nhưng mà rất là hợp vệ sinh ha. Một bọc vậy là anh bán bao nhiêu? 15 ngàn ha. Ờ, thơm quá trời thơm luôn anh ơi. Cái này em chia sẻ lên có ai ghé chợ Mỹ Xuyên mình thì ủng hộ anh trai đây. Này là mình vừa làm cho khách thấy, thêm là mình bán luôn ha, đổ theo yêu cầu của khách luôn. Có cái nồi đã quá trời, cái chảo với chảo đã quá trời luôn ha. 70 năm rồi đó. Ồ, cái chảo này 70 năm hả? Dạ. Cái này là chắc của gia đình để lại xưa giờ ha. Của má để lại á. Dạ 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 dạ. Thôi em cảm ơn anh ha, chúc anh bán đắt ha, bữa nay ha. Vui quá anh ơi. Này cô chú anh chị, khu vực chợ Mỹ Xuyên này thì nói chung là cũng được thành lập từ rất là lâu rồi đó. Nói chung là bà con cũng đây có cũng chú đây chạy xe ôm ha. Bây giờ ở đây thì cũng còn cái gọi là chạy xe ôm ở Việt Nam mình. Nói chung là chợ của Mỹ Xuyên thì cũng đã được thành lập từ rất là lâu rồi nha cô chú anh chị. Bây giờ thì nói chung là chợ cũng đã được là khang trang hơn xưa ha. Rộng quá trời rộng luôn ha. Đây có chị bán cái này là mình kêu bằng rau gì? Dạ anh cái house ấy vô house ấy. Cũng đấy. Năng ha, một bịch một bó vậy bao nhiêu tiền? 12 ngàn ha. Còn cái này là mình làm sẵn à. Dạ. Còn cái này là dưa cũng năng luôn. Dưa sen, dưa bồn bồn. Sen tươi. Sen, ngó sen tươi. À, này rau ngộ ha. À, bữa nay em chia sẻ lên YouTube cho bà con các bác mình thấy á. Cảm ơn chị. Chừng nào ai có ghé chợ Mỹ Xuyên ủng hộ chị dùng ha. Bán rẻ quá trời rẻ cô chú anh chị ơi. Đồ tươi không. À, đây thì chưa phải là khu vực trong chợ ha. Chị có ngoài chợ thôi. Bà con của bác mình cũng trưng bày bán ở đây, có bán táo, rồi ba khía, bán cá đó. Đặc biệt là những cái hình ảnh mộc mạc là mấy chú xe ôm hay là chở vợ đi chợ đó, ngồi gọi là uống cà phê đó cô chú anh chị đó, một hình ảnh rất là vui ha. Ở đây thì chị có bán bánh mì chanh một bịch bao nhiêu tiền chị? 15 ngàn chanh không hột ha. Cái này có hột hả? Rồi si ghi bịch nhiêu? 25 ngàn một ký. Nhìn thấy đã quá trời luôn. Bây giờ bán vậy ha, ai mua là lấy một bịch về luôn, trả tiền là xong. Ở đây cũng có chị bán bắp, bán thịt heo quay rồi này kia nha cả nhà. Nhìn ngon quá trời luôn. Bánh mì, nói chung là cái khu vực này là khu vực gian hàng ăn uống ha, ở ngoài lộ thôi đó. Ngoài đường bánh mì quy quy đây, dãy này là bán bánh mì không, có tiệm cô Mỹ Ngọc ở đây bán bánh mì ha đó. Thì khu vực này thì bà con thì bán bông, nói chung là bữa nay là rất sáng sớm là trời mưa rồi, bây giờ trời cũng bắt đầu chuyển mưa rồi nha cả nhà. Nói chung là mưa thì bà con của bác mình đến chợ thì ít. Đây tiếp tục thì thấy một cô bán bánh ở đây ha. Rồi cô ơi, cho con quay phim chút nha cô nha. Quay phim lên YouTube một chút được không?
Đây cô bán bánh dừa, bán bánh này, bánh gì cô? Bánh tét nhỏ nhỏ vậy hả? Nhỏ nhỏ vậy cái bao nhiêu tiền cô? 5 ngàn. Còn cái bự? Thôi thì ở đây thì đang có cái câu chuyện gì đó mâu thuẫn nên mình cũng sẽ lướt qua, mình qua quay bên đây ha. Cô bán xôi dĩ phải không cô? Xôi giò với bánh dừa ha. Rồi cảm ơn cô. Nói chung là ở đây thì bà con của bác bán đồ ăn sáng chỉ đơn sơ, đơn giản vậy thôi. Và tiếp theo thì mình sẽ đi vào chợ nha cả nhà. Ô, mình vô chợ thì cũng thấy cô ở đây bán khoai ha. Cô bán khoai với bán xôi cô ạ? Bán khoai, bán xôi. Dạ. Bán ớt. Ô, cái này ớt này bán luôn cô ạ? Bán. Một bịch bao nhiêu tiền vậy? Bịch 100 ngàn, bự, bịch nhỏ 2 ngàn. Dạ, ớt này ớt hiểm. Ớt hiểm nhỏ. Cô bán mới 7 giờ mấy gần hết rồi cô ha. Dạ. Chúc cô... Trời ơi, người đẹp bắt đắt mà. tự tin dễ sợ luôn. Cái này là mình quay lên YouTube cho bà con bên hải ngoại nước ngoài ta coi ha. Dạ, dạ. Cô khen cô đẹp chắc có ông nào qua rước cô qua đảng. Dạ rồi. Dạ rồi. Qua rước để đem đi du lịch chứ. 70 tuổi rồi con ơi. Dạ. Thôi con cảm ơn cô nha. Dạ, cảm ơn. Dạ. Vâng, ở đây thì cũng có thấy mấy chị bán cái này mình bán món gì vậy chị? Sâm à? Sưng sâm ha. Một bịch vậy là bao nhiêu tiền vậy? 10 ngàn. Một bịch này chắc cỡ hơn nửa ký luôn ạ. Dạ, còn cái này rau gì vậy? Rau này á, rau này làm cái này. Dạ, này rau này mình mua để làm gì, làm sâm? Dạ, 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 cảm ơn chị ha. Chúc chị bán hết sớm sớm, dậy sớm. Đây còn có mấy cô chú bán chanh, thanh long, đồ trái cây đó ha. Trưng bày một dãy luôn. Đây là bà con của bác mình bán trưng bày cặp mé sông ở đây nha cả nhà. Đó, còn khu vực phía sau đây thì là chợ hải sản ha. Ở đây thì nhiều khi họ không có cái mặt bằng để họ bán nên họ trưng bày ở một cái góc nào đó thôi, họ bán ha cô chú anh chị. Đây có chị bán trái cây rất là nhiều luôn ha. Có bà con của bác lại ghé ủng hộ cũng quá trời luôn. Nói chung là bà con của bác mình bán đồ ở đây thì cũng trưng bày một cách gọi là đơn giản vậy thôi ha. Lót mấy miếng bạc rồi kia, rồi sau đó để mấy cái sản phẩm của mình lên để mà mình bán. Đó, đây là cảnh bà con của bác mình đến chợ ha. Đây thấy cô đang khóm này mình bán một trái bao nhiêu tiền cô? 10 ngàn cô ha. Dạ, mình làm sẵn cho sạch đi luôn cô ha. Dạ. Đây có bán đu đủ. Cảm ơn chị ha. Xin phép quay phim chút. Đây bán trái cây đồ quá trời luôn. Có chị bán trái cây rồi. Trời ơi, cô dắt em bé đi chợ luôn. Khu vực bên đây thì bán trái cây, còn qua bên đây thì bà con mình bán cá lại ha. Nhìn chung là trong khu chợ Mỹ Xuyên ở đây thì rất là rộng luôn nha cả nhà. Bà con của bác mình bán rất là nhiều thứ gọi là mặt hàng ha. Còn bên cạnh đó thì và khách đến thì cũng đông luôn đó. Đây thì mình có thấy chị ở đây bán rau ngộ với chuối. Rau ngộ gì chị bán một bó bao nhiêu tiền chị? Cái này tự bẻ ha. Một bó 5 ngàn pèm pon. Còn cái này bán đũa luôn. Đũa một chục không? Một bó là một chục không? Ồ, cái này là nhiêu? Nhỏ nhiêu?
nhỏ 8.000, còn cái bự là mấy chục ở đây? 20, 15. Rồi thì con chúc cô bán đắt ha. Bà con của bác ơi, ở đây một hình ảnh rất là mộc mạc tại chợ Mỹ Xuyên ha. Bán món hàng độc lạ không à, để mà bắt khía cua rồi này kia. Nói chung là cái con đường mình đi qua quay thì cũng quá là chật chội. Đây có cụ bà bán cá ở đây ha, cá bạc. Ôi quá trời đông, tấp nập quá trời luôn. Đây đây, nhìn chung là cái khu chợ ở đây thì bà con rất sáng này, tuy là trời chuyển mưa thiệt nhưng mà bà con vẫn đến rất là đông luôn nha cả nhà. Đây có bán cá lồng tông một tí nhiêu cô? Dạ bự quá trời ha. Dạ cá lồng tông xong. Ở đây có cá bóng. Cái này mình quay lên YouTube á. Cô bấm ngày mai á, sáng mai cô bấm khám phá chợ Mỹ Xuyên là thấy rồi. Dạ. Tối coi. Đây cô bán vịt ha. Nói chung là bà con của bác mình thì bán quá trời nhiều mặt hàng luôn ha. Đây chị bán thịt bằm, bán chả, bán xả luôn, bán ớt luôn, tỏi nữa ha. Dạ. Ở đây thì bán mấy con cá nhỏ nhỏ nè, cá bóng ha cô. Dạ. Cá bóng rồi cái này. Cái này cá bóng mình làm sẵn vậy là một ký bao nhiêu cô? Dạ, dạ. Còn thấy mấy cái tép mộng ở đây là nó còn sống luôn cô ha. Còn bò luôn nè. Là một ký này là bao nhiêu tiền? 90 ha. Hôm qua là con quay ở chợ bên cái sách đó, bên Hậu Giang á, là một ký 100.000 lận, mắc hơn ở đây ha. Ở đây là mới tùy theo lúc chú thì nó rẻ hơn. Dạ. Cái này là mình mới kéo lên luôn cô ha. À, thấy chị ở đây bán bánh nè. Bon núm bon, núm ai khlá. Chị biết tiếng Khmer không? À. Dạ. Đây có chị bán bánh bánh tét, bánh ít rồi bánh bò. Có đem bé theo rất là dễ thương. Ê chú Hải chào con nha. Hello hello, chào con. Bye bye cây. Bé dễ thương quá cô chú anh chị ơi. À, đây cô chú anh chị ơi, đây là một cái hình ảnh nhìn bao quát cái khu vực chợ ha. Mình chỉ đi một vòng thôi tại vì chợ quá trời lớn rồi ha. Ở đây có cô bán tép, bán cá sặc ha. Cá sặc này, ô có lóc chạy ra ăn con rồi cô. Cá sặc này mình bán 1 ký bao nhiêu tiền cô? Dạ mình ngồi 100. Dạ. Cái này là tép, này là tép đất phải không? Tép bạc. Bán cho chú tép bạc nửa ký cô ơi. Chú mua. Ở đây có bán mấy con cá đồng không nha cả nhà ơi. Cá lóc nói chung là hỗn hợp các loại cá luôn ha. Bán mình mệt thì có giao hàng cho mình ăn tại chỗ luôn. Đây thì cũng thấy chị bán bánh ít ha chị. Ủa em thấy chị bán có một cái mặt hàng này thôi phải không? Ủa rồi mình sao mình không kiếm thêm cái món nào khác để mình phụ vô mình bán một lượt 2-3 món luôn? Tại vì hiện giờ đang yếu về tài chính. Dạ, tức là không có vốn. Đúng rồi. Dạ, một ngày vậy là mình bán bao nhiêu cái bánh ít chị? Một buổi sáng vậy là chỉ có 50 cái thôi. Một buổi sáng 50 cái bánh ít. Dạ, thí dụ như 50 cái thì mình lời được bao nhiêu tiền? 50 cái thì lời được khoảng chừng 40-50 ngàn. Dạ, ủa 40-50 ngàn sao độ sống? Ồ có, tức là có người đặt thì chị gói luôn. Bây giờ nếu như có người đặt mình liên hệ với chị như thế nào? Có số điện thoại em đọc lên đi. Cho bà con của bác người ta đặt, người ta điện cho chị. Sao không mà cái máy gạt thì không biết, chỉ là điện với nghe thôi.
Thôi cảm ơn chị ha, chúc chị bán may bốn đắt ha chị ơi, giết quá có để cái này cho người ta thấy ha. Dạ cảm ơn chị. Vui quá chị, vui quá. Dạ. Đây cô chú anh chị ơi, thì bà con của bác ở đây thì sáng nay tuy là trời chuyển mưa thiệt nhưng mà đến chợ rất là đông luôn ha. Cô bán tàu hũ, bán tàu hũ mà đếm tiền quá trời luôn. Dạ. Chị bán dưa, dưa mắm một bịch bao nhiêu tiền chị? 7 ngàn ha. Dạ. Còn cái này bông bí là bán sao rồi? Làm dưa luôn à? Dạ. Chị thấy bữa nay là bà con mình đến chợ đông hơn mỗi ngày hay là ít hơn chị? Đông cuối tuần thì đi đông hơn. Nhưng mà bữa nay trời chuyển mưa rồi á. Đúng rồi, chuyển mưa thì cuối tuần người ta làm việc người ta được nghỉ á. Dạ dạ. Người ta đi mua đồ ăn các tuần lễ. Dạ, thôi em cảm ơn chị, chúc chị bán đắt ha chị ha. Ở đây thì khám phá chợ quê. Ở đây nói chung là bà con mình mua tấp nập luôn nha cả nhà. Cô ở đây rất là xinh luôn, bán ớt, bán sả, bán hành tím. Hành tím mình xay sẵn hả chị? Dạ, hành tím xay sẵn. Gia vị. Dạ, dạ. Một bịch chị là bao nhiêu tiền ta? 1 ngàn thôi. Một bịch 1 ngàn thôi, cái nào cũng ngàn hết à? Đúng rồi. Ủa 1 ngàn gì mình bán ngày được 50 bịch có 50 ngàn thì sao xấu? Không chị? Cảm ơn chị ha. Em mà ở xa ở gần chắc em cũng mua mấy bịch đem về. Kênh của em là kênh gì? Em khám phá chợ quê. Là mình bấm khám phá chợ Mỹ Xuyên là lúc 7 giờ tối nay là thấy rồi chị. Rồi, cảm ơn chị ha. Đây có cô bán bánh bưng cái mâm đi bán luôn nha cả nhà. Vui quá trời luôn. Một cái khung cảnh rất là nhộn nhịp tại chợ Mỹ Xuyên ở Sóc Trăng. Ủa này chợ gì? Không phải chợ Mỹ Xuyên, chợ gì? Sao te tua chị? Trời. Thấy bà con đến đông quá trời luôn mà. Thì bữa nay trời hơi dông chút. Ô dành nhau mua luôn nha cả nhà. Chị ở đây bán quá trời đắt luôn ha, dành nhau mua luôn nè. Đâu có đâu, cái này mình quay lên YouTube ở ra nước ngoài xem. Ở đây thì khu vực bán hải sản ha. Nói chung là bà con của bác mình đến mua cũng rất là đông ha. Đây cô cũng có bán mấy đồ dao kéo. Khu vực này thì có cô bán ba khía, bán dưa, che mạ. Cô mắc cỡ không dám lên sóng. Thì bán rào ha, bà con của bác mình nói chung là bán đủ thứ hết trơn. Người bán thì nói chung là cũng rất là nhiều. Còn người mua thì nói ngay đi thì 100 người bán, vạn người mua. Đó. Qua tới khu vực này thì mình cảm thấy rất là thơm. Tại vì có sạp bán mắm ở đây ha. Đó, rất là nhiều loại mắm luôn. Mắm bò hóc nè. Mắm như là mắm cá cơm hay gì thì phải. Cô bán đủ thứ mắm luôn. Bây giờ thì mình qua tới khu vực bên này thì cũng gặp bà con của bác mình bán ha. Thì có người ta bán trên sạp, nếu mình không có sạp thì bà con cũng như là mình nói thẳng là cũng bán ở dưới đất này thôi. Đó, bán nấm rơm rồi này kia. Ôi ơi, có cô bán cái số ở đây, trời mưa rồi. Coi chừng ướt hết vé số cho cô. Dạ. Bán vé số mình vô chỗ nào kính kính mưa, giờ mưa tới rồi. Bữa nay là chắc mưa nguyên ngày luôn đó. Một ngày vậy là mình bán được bao nhiêu tờ cô? Bán được bao nhiêu tờ một ngày á? Dạ.
mình lấy nhiều vậy đó rồi mình người ta có cho mình trả lại không? Dạ không cho trả. Dạ. Ờ, tức là cái này đại hậu giang người ta cho trả ha. Bây giờ con chúc cô bán hết lẻ lẻ đặng về sớm cô ha, coi chừng ướt cô nha. Dạ dạ dạ. Ở đây thì hiện tại thì trời cũng mưa rồi cả nhà ơi. Thì cũng mấy cái sạp hàng của bà con của bác thì cũng bắt đầu che lại sợ ướt ha. Đó, mưa tới bữa nay là hình như là áp thấp nhiệt đới luôn mấy bữa nay. Khu vực này thì bà con của bác mình bán nói chung là rất là nhiều món luôn, hải sản cũng có, bán bánh cũng có. Thấy chị bên kia cuối cùng là cũng đang bán bánh ha. Thì mình sợ ướt điện thoại mình chạy qua đây đại. Rồi em chào chị ha, xin phép mình quay phim bánh mình chút ha chị. Đây là giới thiệu đi chị, đây là bánh gì? Bánh bò mặn. Bánh bò mặn, này bánh bột bán lá dứa. Bột bán lá dứa. Nghe nghe cái từ lá dứa là thơm quá trời luôn. Bánh đúc. Bánh lá mơ. Bánh lá mơ, cái này là bánh đúc không? Bánh bánh củ cải. Một bịch gì là bao nhiêu tiền chị? 10.000 hết ha. Cái này. Dạ. Có bán này bánh tầm bì, rất là nhiều loại bánh luôn. Còn khu vực bên đây của chị thì bán bánh bông lan. Cái này là mình kêu bằng bánh gì nè? Bánh ướt ha. Bánh khoai mì. Rất là nhiều màu sắc luôn, rất đẹp luôn nha cả nhà. Đó. Còn này bánh bông lan thì một chục thì bánh bán bao nhiêu tiền chị? 15.000 một bánh bò nướng. Một bọc bánh bò nướng là 15.000. Ủa cái này là mình vừa bán mình kèm theo giá số luôn. Tận dụng á. Cảm ơn chị, chúc chị buôn may bán đắt. Có đây bán khoai, bán môn, bán túi sáp một nải là bao nhiêu tiền? 15.000, luộc rồi chín luôn ha. Dạ cảm ơn chị, chúc chị bán hết sớm, bữa nay về sớm. Anh hai xuống tới đây quay nữa đó hả? Đúng rồi. Coi trên bếp của tôi. Chung là đi nhiều chợ lắm cô ơi. Đây có cô bán đồ chay, bán tàu hũ. Cái này là mình tàu hũ gì cô? Tàu hũ tươi. Cái này. Dạ dạ, cái này tươi ha, cái này chiên, khác nhau vậy thôi. Còn cái này nó như cái gì nè? Một cái gì bao nhiêu tiền cô? 10.000. 10.000. Dạ cảm ơn cô ha. Còn cái này. Hột kino. Hột kino. Dạ. Rồi con cảm ơn cô ha. Đây mình có bán sữa đậu nành. Một bịch bao nhiêu cô? 5.000. Rồi con cảm ơn cô, chúc cô bán hết sớm về sớm. Đây có bà cụ ở đây bán bánh bò, bánh dừa với bánh tét. À, bánh tây yến. cô ở đâu cô, mình qua đây bán cô. Bà đập à? Ở tới bà đập luôn. Dạ dạ gần ha. Ôi ơi, con chúc cô bán hết sớm về sớm cô, thấy cô bán gì thương quá trời luôn. Thì chị bán bắp một trái là bao nhiêu tiền chị? 5.000. Một ngày giống mình bán được mấy chục bắp? Có khoảng 300 trái. Dạ nên một trái mình lời 1.000 mình được 300.000. Đó, vậy hả? Rồi em cảm ơn chị, nãy giờ nói giỡn thôi chị ơi, vui quá. Đây thì có cô bán cá, bán tép rồi này kia ha. Nói chung là mình quay thì chủ yếu một cái mặt hàng của mình quay. Thì mình quay về cái món ăn đồ là nhiều ha. Còn có cô ở đây cũng tranh thủ bán cái dạp hàng của cô là bán trái cây chôm chôm, mãn cầu, nhãn đó. Chúc cô bán hết sớm cô nha. Dạ. Đây chú anh chị ơi, bây giờ nói chung là khu vực này thì chị cũng bán đồ chay, anh chị bán đồ chay, sữa đậu nành. Một miếng 4.000, tàu hũ tươi. Cái này chín rồi mình bán một miếng nhiêu? Dạ, nhỏ thì 2 miếng 5.000, còn lớn thì một miếng 4.000. Dạ, dạ. Thì bà con của bác mình ghé chợ Mỹ Xuyên qua ủng hộ chị, tàu hũ tên gì ta?
và tạ hữu Hà Nội. Hai miếng, một miếng 4.000, 5.000 tùy loại. Cảm ơn chị. Có cô bán đồ nướng ở đây nữa cô. Hôm nay là mình bán món gì cô? Nem nướng ha, ngon quá trời luôn à. Là mình ba, mình nướng xong là mình trưng bày lên tủ ở đây. Và một cây vậy là bao nhiêu tiền cô? 12.000. Dạ, thôi con cảm ơn cô nhiều nha. Chúc cô bán hết sớm sớm, về sớm. Cái này con nghĩ chắc cô bán gì đam mê quá. Phải không cô? Bán nướng cho con dâu bán. Dạ, chứ thấy mình đeo vàng quá trời, con nghĩ là bán gì đam mê thôi. Niềm vui của cô hàng ngày là nướng cho con dâu bán ha cô ha. Rồi con cảm ơn cô. Ở đây thì có chị bán trái cây ha. Cái này là phải mận xanh, phải mận Hà Nội ấy chị? À, mận cơm. Mận cơm. Mận cơm. Cái tên quá lạ luôn. Mận cơm rồi nhãn, cái này nhãn Vĩnh Châu hay là nhãn ở đâu? Nhãn Vĩnh Châu. Nho, táo. Mấy cái nhãn Vĩnh Châu là như trái nó bự bự quá trời chị ha. Nhãn Vĩnh Châu trái nó lớn, cơm nó vàng. Dạ, dạ, rồi ngọt nữa ha. Thôi, ai ghé Mỹ Xuyên ủng hộ chị. Cảm ơn chị nhiều. Chúc chị luôn mạnh khỏe, muốn may bán đắt. Dạ. Nãy giờ thì mình đi một vòng chợ, nói chung là cũng không có giáp hết chợ luôn nha cả nhà. Ở đây thì cô cũng tiếp tục bán đồ hải sản đồ này kia thôi. Nói chung là dưới miền Tây mình cái gì thì hơi khó khăn thiệt. Nhưng mà cũng cái ba cái đồ tươi như là đồ hải sản thì... Này chú qua làm như chú hỏi cho vui thôi chị. Chứ mình thấy mình cũng biết ha. thông cảm đi chị ha. Dạ. Dạ dạ. Thấy tình hình chú là cái chỗ nào chú cũng đi hỏi hết trơn ha, chứ hỏi xong rồi chú đi luôn chứ chú không có mua đó. Đó là mình nhìn vô là mình biết phong cách của chú là như vậy, giống như là đi hỏi cho vui đó mà. Đây có mấy chị bán đồ tép ở đây quá trời tươi. Cái này tép là mình bán là một ký bao nhiêu tiền nha chị? 150 ha. Cái này rẻ quá trời luôn, đồ tươi hình còn như khmer. Mai nó phụ gì á? Chạy nó nè. Bà Giang à. Ờ, cô đó chạy. Không ai cái này ai. Thôi em chúc chị buôn may bán đắt chị ha. Dạ cảm ơn chị. Ở đây nói chung là khu vực chợ mình ở đây thì bà con của bác mình buôn bán thì rất là hoa đông, vui vẻ. Ở đây có chị bán bún gì chị, rồi em quảng cáo giùm cho. Bún cà ri, bún riêu. Dạ. Này bún cà ri là mình bán bún cà ri thịt vịt phải không? Dạ. Một tô là mình bán trong chợ mình là bao nhiêu tiền? Bán đủ giá hết trơn, 25 có, 30 có, rồi 20 cũng có luôn. Ồ, tùy theo người ta ăn ít ăn nhiều. Dạ. Dạ. Giá bình quân với chị tô 25.000. Dạ. Thôi em cảm ơn chị, chúc chị bán buôn may bán đắt ha. Dạ. Ở đây có cô bán bắp mà lựa không kịp luôn, người ta mà vừa bán bắp vừa bán ổi mà bà con bác ghé mua quá trời luôn. Sáu trái 30.000 phải không cô? Con quảng cáo giùm cô, ai ghé chợ Mỹ Xuyên mua ủng hộ cô. Đây ổi một, vừa bán bắp vừa bán ổi luôn cô à. Dạ. Vui quá cả nhà ơi. Đây có khách đến mua ủng hộ cô. Bữa nay làm như mưa rớt xuống ngập ổi hết trơn rồi. Cái này giòn không nè. Giòn. Nó mềm
Khu vực này thì bán bún nước lèo phải không chị? Đây đặc sản của Sóc Trăng ha, bún nước lèo Sóc Trăng. Này là mình bán thịt cá lóc phải không? Và một tô gì là mình bán là bao nhiêu tiền cô? Tùy theo ta ăn ít nhiều. Dạ. Nhìn ngon quá trời. Sợ con đi vòng vòng mà đâu có ở chỗ đâu. Thôi bữa nào con qua con ăn rồi con quay phim làm cho cô một cái clip luôn. Đây cả nhà ơi, này bún nước lèo thì có để thịt cá lóc tép với thịt heo quay. Bán không kịp luôn. Nói chung là bữa nay trời mưa nè cả nhà. Tuy là trời mưa thiệt nhưng mà bà con đến chợ cũng rất là đông, tại vì cuối tuần có chị ở đây bán thịt heo. Chị ơi, mình chia sẻ chút đi chị. Nay là mình bán thịt heo ở đây, mình bán mỗi ngày phải không chị? Ngày nào cũng bán. Dạ, mình bán thịt heo với heo này, heo làm mình làm món gì? Hoa lẩu. Hoa lẩu ha. Dạ. Một ngày vậy là mình bán tầm mấy trăm ký thịt heo. Trời đất ơi. Cho em thấy ở đây là mình vừa nói chuyện dễ thương rồi mình vừa xin nữa, bà con chắc vô ủng hộ nhiều ha chị ha. Thôi em cảm ơn chị ha, chúc chị bán may bún đá ha chị. Đây ai ghé chợ mì xiên đi thẳng vô là tới cái sạp của chị luôn ha. Ở đây thì mình cũng có thấy chị có một chiếc xe và bán hàng trên chiếc xe này. Cái này là mình bán hàng di động phải không chị? Chị là bán các mặt hàng rau củ quả ha, cải ngọt rồi bầu bí, chung là rất là nhiều mặt hàng luôn. Dạ. Dạ. Nhưng mà em thấy xe này mình đỡ mệt hơn xe đẩy. Dạ dạ. Sáng là ngược cái vòng vòng luôn á, vậy đó. Okay. Sáng vậy đó ha. Là chút xíu mà ổng lại phải không, là chạy xe điện không đi điện mà ổng không hút. Dạ. Thôi thì mình bán vậy đi, mình đỡ đẩy xe đẩy mệt lắm ha chị ha. Thôi em chúc chị bán may buôn đắt ha chị ha. Cảm ơn chị rất nhiều. Đây. Thì bà con mình nghèo đi đi chị. Bà con mình nghèo phải chấp nhận với cuộc sống hiện tại thôi. Đó, thấy nói chung là mình buôn bán nói chung là cũng khó khăn ha. Chị bán trên xe thì tại vì nhiều khi họ nghèo, họ không có sạp và mướn sạp được á. Họ bán trên xe thì cũng gặp khó khăn về mấy chú bảo vệ chợ. Đó, chị vừa tâm sự với mình một chút thì chị liền đi liền nha. Không, cái này mình chia sẻ cái nét văn hóa của Việt Nam mình. Tại vì lâu quá rồi con mới thấy có người bán trầu cao ở đây ha. Không, con ở Nhu Gia thôi. Dạ. Rồi cô ơi, mình bán trầu cao này là mình bán thông thường cái này người ta có đám cưới đám gì người ta mới mua phải không cô? Dạ, coi cái này giống như lá trầu ở đây là mình bán là một bán theo chục hay là sao cô? Dạ, là bao nhiêu tiền? 15 ngàn. Dạ, còn cao là mình bán làm sao? 40 ngàn. Một chục 40 ngàn. Còn vôi này là mình cho anh ta hay là anh ta? Vôi cho. Dạ, cảm ơn cô ha. Cô bán... Có con gái nào ở đây, ở Trà Vinh thôi, ở Trà Vinh nội mà. Dạ, cái này cô bán vậy là, ví dụ như là mình bán một ngày, cô bán được bao lâu rồi, mấy năm rồi cô? Không biết, ngày bà nội bán. Ồ, tức là từ bà nội tới giờ luôn. Dạ, ờ. Bán ở đó, bị nhà nước đuổi thì giờ mới ra. Rồi bán vậy cô ha. Thông thường một ngày mình con thấy cô bán vậy đó mình thu nhập về bao nhiêu tiền? Ê, giờ vắng kia lắm. Dạ, vắng cô ha. Hồi đó bán ngày một hai giờ tối giờ bán ngày. Với lại bây giờ mấy người già người ta cũng ít có ăn trầu cao. Rồi. Dạ, mùa cũng. Bữa nay với điện mẫu rồi là bán trầu cao tem cúng. Dạ. Chín tiếng không mẫu. Dạ. Dạ.
Thôi con cảm ơn cô ha, chúc cô bán hết sớm mình về sớm cô ha. Dạ. Dạ con cảm ơn cô. Chia sẻ hình ảnh đẹp cho bà con của bác mình ở nước ngoài ta xem. Tại ở nước ngoài không có những hình ảnh ở Việt Nam mình như vậy á cô. Thì nãy giờ mình đi đi một vòng chợ rồi, chị có thấy cô với chị ở đây là bán chầu cao thôi. Là ngoài ra là không có ít ai bán luôn. Hồ, em đi rất là nhiều chợ rồi không thấy ai bán. Từ chợ Vũng Thơm đến chợ bên Hậu Giang, chợ ở Cầu Tráng, chợ Bố Thảo này kia cũng có. Cái này là cao mình làm, mình phơi khô vậy là mình bán ký hay là bán sao chị? Một ký bao nhiêu tiền chị? Ký 300 ngàn ha. Không, nhưng mà cái này giống như một miếng như mấy cô già già là ăn được mấy mấy lần luôn phải không? Một miếng ăn một lần. Dạ. Đây lâu quá mới thấy một cái hình ảnh đẹp như vậy cô ha. Chúc cô buôn bán gọi là hết sớm đi về sớm. Mấy cái cao ở đây là mình có dán mấy cái hình tượng trưng cho mấy người ta lại mua đám cưới à. Dạ, cảm ơn chị ha. Là hai bên mình có quan hệ gì không? Không. Dạ mà nay nay bán. Rồi cảm ơn chị. Đây cô chú anh chị thì đây tại một cái hẻm nhỏ thôi nhưng mà cũng có cô ở đây tranh thủ mình bán bún ha. Và đặc biệt là cũng có khách đến đây ăn cũng rất là nhiều. Đó, có người ta mua đem về luôn phải không chị? Đúng rồi. Dạ, cái này là mình bán ở đây là mình bán món bún gì? Bún riêu giò heo. Bún riêu giò heo ha. Dạ. Bữa nay trời hơi mưa, khách có đông không? Đông hơn mỗi ngày không? Bún lá gai à. Dạ, dạ. Nè, có chị ở đây qua ủng hộ đem mua đem về hay ăn ở đây? Đem về. Dạ. Trời mưa vậy làm một tô bún là ngon hết sảy luôn. Ăn một tô đi. Xong rồi nãy giờ là ăn nhiều chỗ rồi đó. Đó có hai khách ở bên kia ăn nè, vui vẻ quá trời luôn nè. Quay trở về đâu? Cái này mình quay chia sẻ lên YouTube á cô. Mình bấm khám phá chợ Mỹ Xuyên mình là thấy rồi. Tối nay lúc 7 giờ tối á. Chợ bán bún mà cười quá trời vui vẻ luôn. Thôi con cảm ơn cô ha. Chúc cô bán hết sớm đi, mình nghỉ sớm, bữa nay trời mưa ngủ đã luôn nè. Thôi thì nãy giờ thì mình cũng quay cái chung là hình ảnh về cái ngôi chợ ở Mỹ Xuyên cho bà con của bác mình được xem rồi ha. Ở đây thì có những cái món mà mang đậm gọi là tính chất truyền thống của Việt Nam mình. Có cô ở đây bán rất là nhiều món luôn ha. Đó cô chú anh chị. Thì ai có dịp đi ngang chợ Mỹ Xuyên thì ghé ủng hộ cô. Đó, chợ về cái ký ức tuổi thơ là ăn những món bánh ở đây. Đó. Có đây chị cũng bán như vậy luôn nha cả nhà. Đấy. Bán bánh ú, bánh bò, bánh khoai, luôn hết trơn, nói chung là rất là nhiều loại bánh luôn. Cháo quẩy. Nói chung là khách cũng vô mua liên tục luôn nha cả nhà. Đấy. Còn bên đây thì cô cũng tranh thủ bán này mình bán bún hay bán gì? Bún mắm à? Bún mắm là bún sao vậy? Không, ý con hỏi là bún mắm là sao vậy? Bún mắm thì cá tép để mắm lên. Dạ. Đây thì cô làm món ăn ha, ngon quá trời ngon luôn. Thôi thì mình chia sẻ vậy thôi, cảm ơn bà con cô bác mình. Nhớ ghé ủng hộ cô với mấy chị ở đây. Ở đây thì cũng có một gian hàng ở đây ha, tạm bợ thôi ha. Con bán đồ ở đây hả con? Bé trai bán đồ ở đây luôn nha cả nhà. Còn nhỏ thôi biết bán đồ, chắc bán với mẹ hay gì mà mẹ đi đâu á. Cho bé ở lại ngồi coi nha cả nhà. Thấy mấy cái bán nhỏ lẻ vậy thôi nhưng mà bà con của bác mình thích ủng hộ mấy cái sạp nhỏ nhỏ vậy ha, mấy những cái chỗ bán nhỏ nhỏ vậy ha. Đây thì có chị đi bán như món gì? Khoai chiên à? Chả giò. Chả giò ha, một cái bao nhiêu tiền nha chị? Cái 7.000 ha. Thông thường là một ngày là mình xách đi bán vậy mình có mệt mỏi không cô? Mệt chứ. Một ngày mình bán được ở bao nhiêu cái chả giò? Trong ngoài bánh cô ha, một cái thí dụ mình lời được 1.000 mình được lời có 100.000 à, mà đi suốt ngày vậy đó không buổi à,
Dạ. Rồi thôi em cảm ơn chị, chúc chị bán thật là hết sớm đi để về sớm. Rồi, một hình ảnh rất là đẹp tại ngôi chợ ở đây ha. Đó, chị đi bán. Mưa che lại ha, đi bán nha cả nhà. Thôi thì hôm nay thì mình chia sẻ cái video tới đây thôi. Nãy giờ đi chưa giáp hết cái chợ Mỹ Xuyên nữa ha. Thì hãy cũng mong bà con của bác mình ai có dịp đi ngang chợ Mỹ Xuyên thì hãy vào tham quan cũng như là khám phá về ẩm thực ở đây. Còn bây giờ thì xin mến chào cô chú anh chị, hẹn gặp lại cô chú anh chị ở video tiếp theo. Và cũng mong bà con của bác cô chú anh chị mình đăng ký kênh ủng hộ và đón xem những video tiếp theo của mình nhé.